ngày 24 tháng 1 năm 2022, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Định Hóa tổ chức tiếp nhận quà của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các hộ nghèo trên địa bàn huyện trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, phó bí thư thường trực thị xã Phổ Yên, đồng chí Đàm Tiến Thiên, phó bí thư thường trực huyện ủy Định Hóa, đồng chí Nguyễn Minh Tú, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa. Tại buổi tiếp nhận quà, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Phổ Yên đã trao tặng huyện Định Hóa số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng, ủng hộ 15 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ 1.000 xuất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa. Sau khi tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa của đơn vị Phổ Yên trao tặng huyện Định Hóa, đồng chí Đàm Tiến Niên, phó bí thư thường trực huyện ủy Định Hóa đã gửi lời cảm ơn và tri ân sự đồng hành hỗ trợ của đơn vị thị xã Phổ Yên đã ủng hộ, giúp đỡ trong các hoạt động an sinh xã hội của huyện Định Hóa trong suốt thời gian qua, cũng như dịp tiếp nhâm dần 2022.